nhà khoa tạo giống ngô ngọt ăn liền. Bằng phương pháp lai hữu tính truyền thống, thạc sĩ Nguyễn Văn Hà cùng cộng sự tạo thành công giống ngô SSVK18 có thể ăn trực tiếp sau khi hái trên cây xuống, không phải qua chế biến như luộc, hấp, nướng. Chia sẻ với VNX Bread, thạc sĩ Nguyễn Văn Hà, phó trưởng phòng nghiên cứu cây trồng cạn, Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho hay điểm đặc biệt của giống ngô này có hàm lượng nước cao, tinh bột thấp, khi ăn trực tiếp, có vị như hoa quả chín không cảm giác ngái. So với ngô thông thường, độ ngọt khoảng 12 đến 15 độ ri, giống ngô mới có độ ngọt 18 độ ri, trong điều kiện canh tác tốt có thể lên tới 20% như trồng tại Sapa. Hàm lượng đường trong ngô cao, tuy nhiên không giống ảnh hưởng như đường glucose, đường mía nên những người bị tiểu đường, người ăn kiêng hoàn toàn có thể sử dụng được. SSVK18 siêu ngọt được lai đơn giữa hai dòng bố mẹ, do nhóm nghiên cứu chọn tạo trong nước, không sử dụng biến đổi gen, hình thái bề ngoài giống ngô nếp. Tuy nhiên khi, nhưng khi cắt lát bên trong, hạt ngô có màu trong có thạch, hàm lượng nước cao. Mặt khác, hạt ngô có hàm lượng tinh bột thấp, không cần quá trình chế biến để làm chính tinh bột, nên có thể ăn sống mà không có vị ngái. Đây là hướng nghiên cứu mới mà nhóm muốn giới thiệu với bà con, có thể tiếp nhận và thưởng thức sản phẩm này. Thạc sĩ Hà nói, bước đầu nhóm chọn được giống, đang hoàn thiện và cải thiện một số tính trạng để đưa ra thương mại hóa. Anh Hà kể, Nhóm nghiên cứu đã áp ủ và theo đuổi giống ngô có thể ăn như hoa quả, không cần qua chế biến từ khoảng 7 đến 8 năm trước. Hướng chọn giống ngô có thể ăn trực tiếp là xu hướng của nhiều nước tiên tiến trên thế giới với loại cây trồng này. Bên cạnh thuận tiện cho quá trình ăn uống, không qua chế biến có thể giữ hàm lượng chất dinh dưỡng trong bắp như một số vitamin, axit amin. Anh nói, do đó nhóm cũng xây dựng quy trình canh tác hữu cơ, đảm bảo an toàn sử dụng, không ảnh hưởng chất hóa học trong quá trình nuôi trồng nhóm triển khai thử nghiệm trồng tại Mộc Châu, Sơn La, Sapa, Bắc Hà, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc và Hà Nội, tại các vùng có khí hậu mát mẻ, cây cho năng suất tốt, ít sâu bệnh hơn, ví dụ ở Sapa, theo nhóm Ngô Siêu ngọt SSV-18 phát triển khỏe, nhanh, tuy nhiên năng suất sản lượng ở mức trung bình, không quá cao ngô nếp, ngô tẻ hiện nay. Thời gian từ gieo trồng đến thu hoạch bắp tươi là 70 đến 80 ngày tùy từng vùng, vụ trồng. Thời tiết với năng suất đạt từ 10 đến 12 tấn ha, các nhà khoa học đang thử nghiệm giống ở các địa bàn sinh thái khác nhau để chọn vùng canh tác áp dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng bắp, đậu ngọt và chống chịu tốt với sâu bệnh. Nhóm cho biết sẵn sàng hợp tác trao đổi và đầu tư hoàn thiện công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà nước để có thể đưa giống ra thị trường.